nay mình có mặt ở thành phố Lai Châu nè. Thành phố Lai Châu, rượu Cống Vua. Đặc sản rượu Cống Vua của Lai Châu. Thì Lai Châu cái đường này là đường tên là Lê Dũng. Đó, ngoài kia là núi. Núi nè, rất là đẹp luôn. Nói cảnh quan đây là rất đẹp. Đó, phía sau lưng nhà là núi nè. Người ta chỉ ở dọc theo cái đường lộ một tí vậy thôi. Đó. Vô bên đây là dốc nè. Dốc nè. Đây là xe tải Suzuki của anh đi giao rượu nè. Xe tải đi giao rượu. Rượu Cống Vua nè, 183 đường Lê Dũng. Ngô hạ thổ và nếp hạ thổ đàng hoàng luôn. Có xưởng nấu luôn. 183 Lê Dũng, Cống Vua nè. Đây. Cái lượng rượu nhiều đến mức mà phải dùng đến máy tự động nè. À, trong kho là lúc nào cũng có một khoảng 100.000 lít rượu. 100.000 lít. Máy của mình giao đây nè. Máy mình chế tạo nè. Máy rót rượu tự động. Có nghĩa là không có đủ công nhân để làm nè. Dùng cái máy để rót. Ai đang xem kênh nhớ đăng ký kênh giúp mình nha mọi người nha. Đó, xung quanh mình là rượu mát ngát luôn. Quá trời rượu luôn. Rất bài bạc. Lát mình sẽ bàn giao, mình chạy thử cái máy này cho mọi người xem cái chiếc rót rượu như thế nào. Rồi. Đó, ở đây là rượu không nè. Đằng kia là khu vực kho nấu rượu. Rượu Cống Vua nữa mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người đã đăng ký kênh của mình nha. Chào mọi người.